Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video thị dòng xe Jupiter FI lắp đặt đèn trợ sáng L4 hoặc L4X ngay vị trí bên dưới tay thắng của xe. Và cụ thể như các bạn thấy trên video, mình sẽ đặt như thế này. Thì đặt ở vị trí này nó sẽ có ưu điểm hơn so với các bạn đặt lên chân kiến, là như thế nào, là nó sẽ thẩm mỹ cái phần xe hơn, nhìn nó sẽ gọn hơn. Mình giấu đèn vào cái khu vực trống của xe, khu vực này, thì khi nhìn từ xa cái đèn mình sẽ nằm gọn bên trong cái phần xe, nó tiệp màu. Cái đèn mình màu đen nè, nó tiệp màu với phần này đen thì nó sẽ ẩn cái đèn đi, nhìn nó không có lộ thiên như các bạn gắn ở vị trí chân kiến, nhìn nó lộ thiên hơn. Thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó dễ bị phát hiện hơn nếu chạy từ xa. Nên sau này anh em có xu hướng là hay đưa đèn mình giấu ở những khu vực dưới này. Thì riêng dòng M50 mình đã làm một video giới thiệu gắn cũng chợ sáng L4 hoặc là biết vị trí bên này hoặc là bên phía tay con đối với dòng M50. Thì hôm nay sẽ là dòng Jupiter FI. Thì vị trí các bạn hãy lắp đặt L4, L4X vì đó tùy. Hai cái đèn đó thì là hai đèn thông dụng hiện nay, và lắp đặt lên xe này là ok. Anh em sẽ hay thắc mắc là khi đánh tay lái sẽ có bị đụng hay không. Thì đương nhiên khi thợ làm người ta phải tính toán cái chuyện đó, chứ đâu phải ai làm cho bạn không rồi mà đánh tay lái nó bị đụng mà giao xe cho các bạn. Các bạn hỏi những câu hỏi đó nó cảm thấy nó dư thừa. Lắp cho bạn đèn lên xe tất nhiên phải tính luôn cái phương án là các bạn đánh lái chứ. Như nhiều anh em hỏi lắp về rồi đánh lái nó có bị cạ hay không, đây cho bạn xem, đánh lái mà bị cạ hay làm gì có tác dụng gì đâu. Khi lắp đặt thợ phải canh chỉnh tính toán làm bát là sao, hoặc là thử lắp đặt đánh lái có bị cạ hay không thì nó lắp đặt hoàn chỉnh và giao xe cho các bạn. Nhưng những câu hỏi như thế thì các bạn không cần thiết phải hỏi. Này các bạn thấy rõ ha, đánh lái qua lại đây, thấy chưa, khe hở nó còn khoảng 5 ly từ cái đèn cho tới dàn áo phần này. Và đây là dòng L4X, nó đã to hơn L4 rồi, thì các bạn lắp đặt L4 các bạn khỏi lo phần đó. Nên những câu hỏi như thế các bạn không cần phải hỏi. Mình sẽ cho bạn xem từ phía sau. Đây, thấy chưa, để mình lấy nét lại cái khu vực đó. Rồi bạn rõ ha. Đó. Còn phần làm điện đốm on off vaccine hay là mà vaccine 3 giây hay là mà vaccine 2 trong 1, cái gì đó tùy, yên đó phần điện. Còn trên video này mình cho bạn xem về phần lắp đặt đèn ở vị trí này thôi. Còn phần điện thì nó quá phổ thông, quá phổ biến rồi, không cần phải nói sâu về phần đó. Và trên video này anh chủ xe sẽ dùng một công tắc LED tắt mở đèn trợ sáng và chúng ta lắp vaccine đó đèn. Thì lắp đèn ngay vị trí này nó cũng có tiện như nước là như thế nào, đó là thẩm mỹ mình đã nói. Thứ hai là các bạn lắp lên phần tay lái thì các bạn di chuyển hướng, các bạn rẽ trái rẽ phải gì đó, đồng thời khi đánh lái là ánh sáng trên cái phần trợ sáng nó sẽ đi liền, nó liền tức thời luôn. Bây giờ bạn hãy rõ ha. Đây bạn thấy khi mình đánh lái nè, là ánh sáng nó sẽ đi liền luôn. Và các bạn chỉnh cao thấp trái phải gì cũng được hết. Cao thấp trái phải các bạn chỉnh những con ốc trên cái đèn. Đây là con ốc để cao thấp. Trái phải các bạn sử dụng ốc này. Bạn chỉnh cái đèn mình qua trái qua phải hoặc là cao thấp xa gần. Rồi còn phần vaccine đó đèn như thế này rồi. Thì cái nói chung về phần điện thì đến thời điểm hiện tại thì nó quá phổ biến rồi. Anh em không cần phải thắc mắc chức năng hoạt động như thế nào. Muốn lắp đặt hoạt động như thế nào các bạn trực tiếp đến shop hoặc là gọi số điện thoại trên video. Vì hiện nay lượng video rất nhiều, dẫn đến tình trạng là tin nhắn và comment rất nhiều, sẽ có thể bị sót. Thời gian shop làm việc từ 9 giờ sáng đến khoảng 6 giờ 30 tối. Trong thời gian đó các bạn điện tới sẽ có tư vấn trực tiếp báo giá, ngoài thời gian trên thì có thể sẽ không có ai trực máy. Chứ không phải shop làm việc 24/24 nha các bạn. Không phải là người máy thì không thể nào mà làm việc 24/24 được, nếu bạn không biết thì đó cho shop nghỉ ngơi. Nhiều bạn gọi điện ngoài giờ làm việc cái hỏi sao không ai nghe máy không cái này kia hết. Các bạn cần nghỉ ngơi thì shop mới biết cho thợ nghỉ ngơi. Rồi các bạn xem lại phần này. Các bạn hãy tham khảo thêm nhiều video và thêm nhiều sản phẩm về phần đèn điện cho các dòng xe phổ thông hiện nay. Các bạn tham khảo tại Facebook hoặc là YouTube kênh là AK Shop. Mọi tư vấn các bạn vui lòng gọi trực tiếp hai số điện thoại trên. Công tắc vaccine thì sẽ lắp đặt lên vị trí này. Cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đây mình cũng sẵn đây mình nói thêm, đèn trợ sáng thì hiện nay rất nhiều sản phẩm. Tính đến hiện tại thì là tháng
từ 2019 L4X mình có hàng zin, có loại chip LED XML 2 sáng tỏ và XPL sáng gom, và kính tím tặng kèm lên vàng nếu các bạn mua L4X zin hoặc phay 1. Còn hàng phay 1 hiện nay mình có nhiều mẫu mã L4X chip T6 sáng tỏ, chip XPL V3 sáng gom, XPL V6 hoặc là chip LED OTT20 cũng là sáng gom, hoặc là dòng sản phẩm L4X Kenzo F1 hay còn gọi là F1 kính tím luôn. Thì những dòng sản phẩm L4X hiện nay mình đang bán đến tay các bạn zin và phay 1, mình có tặng kèm lens vàng. Lens vàng để làm chi? Lens vàng để các bạn chụp vào đèn cho cái ánh sáng vàng. Vì hiện nay đèn chợ sáng là số ánh sáng trắng, khi bạn đi mưa hoặc sương mù các bạn chụp lens vàng vào thì chỉ kịp, rất là đơn giản thôi, trong vòng 3 nốt nhạc thôi các bạn dặn chụp vô cái đèn cái là ánh sáng vàng thôi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem luôn cái phần lens vàng và ánh sáng vàng chụp vô ra như thế nào. Đợi kỹ thuật nó lấy cái lens vàng nó chụp vô cho bạn xem. Xin nhắc lại, các bạn xài L4X zin hoặc là F1 thì giữa zin với F1 nó có khác nhau như thế nào? Thứ nhất là phần ngoại hình, và thứ hai nữa là độ sáng, và thứ ba là chế độ bảo hành khác nhau. Và đây là hình ảnh cái lens vàng ha, rất là đơn giản, chụp vô là rộng nó ra ánh sáng vàng thôi. Thao tác rất là đơn giản, không cần làm gì hết. Bạn dặn vô, bạn xoay 2 kim đồng hồ cho dễ vô, cho nó ăn vô mé rồi đè vô rồi thấy chưa, chụp vô là ánh sáng lúc này sẽ ánh sáng vàng thôi. Bây giờ mình mở ra xem thử, bạn thấy rõ ánh sáng vàng đó, thấy rõ ha. Đây mình sẽ cho bạn xem, thấy chưa, ánh sáng vàng liền đúng không? Rồi mở lên ra, nắm kéo ra thôi chứ không cần làm gì hết, trong vòng 3 nốt nhạc thôi là các bạn giải rút ra là ánh sáng trắng, thấy chưa. Tác dụng của lens vàng rất là hữu ích khi các bạn đi mưa hoặc sương mù. Những em hay di chuyển như vùng cao như Đà Lạt hay vùng miền núi rồi á, các bạn đi vào sương mù hoặc khi đi mưa các bạn chụp vô, ánh sáng vàng nó bám đường hơn. Còn khi trời không mưa các bạn đi ánh sáng trắng nó sẽ sáng và nó đẹp hơn. Đó là cái ưu nhược điểm của mỗi màu, màu trắng màu vàng. Màu trắng thì khi đi mưa nó bám đường thôi chứ không mưa, khi đi mưa nó sẽ, đi mưa không bám đường chứ không mưa nó sẽ sáng hơn, nhìn nó rõ hơn so với màu vàng. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.